nó không 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 cái trúng số là bà nào cũng nhầm như nó không 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 lấy hết trơn, lấy không 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 một đống luôn. Người ta nói là không không là không có tiền, là ngày mới sáng mua chiều bỏ đó, mà cũng mua hà, cũng mua hà. Chị Mỹ Hạnh ghi chị Mỹ Hạnh chưa? Đây Hà Minh Đồ Ba bán với số ngày mai để ủng hộ cho chú Thành này, là một người là không người thân, không cha không mẹ, không vợ không con, sống đơn độc trong nhà một mình, bị gì quên rồi, bị thận. Và hoàn cảnh này thì Hòa Minh Đồ Ba nói với mọi người rồi, hoàn cảnh này là Hòa Minh Đồ Ba hộ duyên sẽ đến với chú ba năm nay rồi, và tiếp tục sau này từ đây tới chết luôn, tôi chết trước ổng thôi, ổng chết trước tôi thôi, hai anh em cũng như là hỗ trợ nhau trong cuộc sống này đó. Mấy anh chị thấy chưa, là Hòa Minh Đồ Ba sẽ mỗi tháng sẽ cấp dưỡng cái chú gạo đồ ăn, rồi có khó khăn như vắt này hôm qua vô thăm ổng cho ổng 200.000 rồi, rồi ổng nó không có tiền mua thuốc thì hôm nay bán 300 tờ giấy số này để ủng hộ tiền thuốc cho chú. Rồi anh chị em là mua ủng hộ thật sự là cảm ơn. Vậy thôi đó, anh chị em thấy chưa, rất là cảm ơn tất cả anh chị em luôn, rất là nhiều. 10 tờ Manon bên đất bước cô ra của mình trúng số là Hòa Minh Đồ Ba sẽ gửi tiền số cho, gọi là gì, nhận số rồi nhận tiền xong rồi chuyển khoản cho mấy bà, tiền hàng tiền việc gì cũng được hết đây. Dạ thêm 5 tờ 51 nữa đang lại đang quảng cáo ha. Chị Kina 100 lấy chưa Mỹ Hạnh? Chưa. 1 ghi tên chưa? 1 2 3 4 5 vô. Rồi trời, chị thêm hả? Em đang quảng cáo đó chị. Rồi chị thêm cái gì, chị thêm cái gì, chị nói em. 5 tờ 51 nữa. Hay như kia ủng hộ 10 tờ đi cục vàng, 10 tờ Manon giúp cho tiền, có tiền lãi giúp cho chú cục vàng. Tôi nói chuyện với bà tới đâu rồi? 5 tờ 51. Từ từ mua vé số phải từ từ, bà đi nhanh quá cái vé số đi luôn, nó tuốt luôn, nó không gặp mình nữa. 51 có đọc hồi nào đâu, có 51 bà. Em đâu có đọc 51 mà mua 51. Ngứa rít bà quá à. Có đọc 51 đâu. Đây nè. Ê có khách, chị khách nào mua 10 20 tờ gì đó. Mày vô đọc lại comment coi, tao chán nản cái cuộc sống này quá à. Giật ra giật vô, mới giật ra giật vô hoài à, nó ra vô à, chiến trận gì đó. Lấy thêm 5 tờ 51 có không? 00 20 tờ, dạ kính thưa chị, em nói rồi, 00 hết rồi, cứ giành giật mà mua hoài. 00 thì chiến trận nè. Còn có mấy tờ à? 1 2 3 4 5 6 7. 00 còn có 10 tờ rồi cục vàng ơi. 8 9 10, còn 2 tờ 3 tờ để tôi đi bà nội ơi, để mời tôi trúng nữa. Cho bà 2 tờ đi. Rồi cho bà 10 tờ nha. Bà 10 tờ, em 3 tờ, ngày mới em trúng. Ngày nói là em phán là ngày mới không không trúng mà. Không không 5 tờ, không không hết. Không 5 được không? Không 5 được không cục vàng? Y giấy trình, đọc lại đi, không không hết rồi. Đây nè, mấy anh chị em hôm nay mua rất là nhiều, ủng hộ cho Hòa Minh Đồ Ba chim rất là nhiều, đang live chim mà ủng hộ rất là nhiều, thật sự là cảm ơn. Những tờ giấy số của tất cả các bạn là mua Hòa Minh Đồ Ba sẽ để như thế này, giữ hết trơn cho các bạn, mà đa số các bạn mua ít thiệu à. Người 10 tờ 10 tờ 10 tờ các bạn. 10 tờ Manon, 10 tờ Manon nè mọi người. Đâu có nhiêu nhiều mà góp cho cái quỹ từ thiện cho Hòa Minh Đồ Ba rất là nhiều, để Hòa Minh Đồ Ba giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn khác ha. Thật sự là từ người mừng nè. Chị Phước Ngọc nè 10 tờ nè. Thị Ngọc Tú Nguyễn 10 tờ nè. Ngọc Phan Ghi 10 tờ nè. Hiện Danh Dương 10 tờ nè. Bà nào? Bà Tống Ngô Kim hình như này 30-40 tờ vậy. 30-40 tờ nè. Rồi bà ai chị nào nữa đây? Chị Mai Mỹ Hạnh là 5 tờ nè. Lệ Quyên 10 tờ nè. Yến Trần 10 tờ nè. Thấy chưa? Thấy mua thấy ghê chưa? Thấy mua thấy ghê chưa? Bà con ủng hộ vậy mới ghê. Hả? Con nhỏ, con chó. Nghe con. Nghe con ở đâu hả? Nghe con 10 tờ hả? Nghe con 10 tờ nè. Nghe con mà, người ta nghe con mà chút xíu tôi đọc châu con cái chó con rồi hết hồn, chút xíu tôi chửi lội lồn quá. Nghe con 0 5 10 tờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tờ vô giúp chốt đơn. Thấy chị không em? Chả em thấy chị rồi, em lấy cho chị 10 tờ 00 đó chị Yến. Dạ nhóc hết trơn chị, nhóc hết trơn, còn ế quá trời ế luôn. Diễm Trần ủng hộ 10 tờ đi cùng chàng, 10 tờ Manon. 10 tờ Manon như con vàng. Bây giờ còn số 05 vậy. 5555 phải không? Để đi. Không có bán vậy đó. Con nhỏ gốc nhỏ trong tim mày có lại chim đi, tao cũng nói với mày nữa, thiệt mình vậy đó. Mày mua vé số, mày mua từ hồi ngày mua vé số, ai cũng trúng chân con bệnh mày không trúng đó. Mà mua hoài, ngày nào mà cũng vô mua. Cái tật gì cái nết đàn bà con gái gì kỳ cục. Ngày nào người ta cũng người này người kia đổi biên nhau trúng, còn có mình bả mua từ đầu, từ Tết tới giờ luôn đó. Tôi bán phải từ Tết tới bây giờ luôn đó. Mà không bao giờ trúng trơn mà mua hoài. Mua gì mua hoài vậy trời.
Định mệnh số 10, không có bán số 10. Không có số 10 cục vàng. Ờ, không có 10. Chị mua 00 10 tờ, 80 5 tờ mà em. Chị Hỷ Danh Dương hả? Nãy chị đâu có 00 tới 10 tờ dữ vậy? Đúng không? 00 10 tờ hả? Đúng rồi chị. Nhân viên em nói đúng rồi chị. Bây giờ đọc số, từ từ bình tĩnh. Mình mà mua số mà mình đi nhanh quá, 05 10 tờ, chốt đơn cho chị. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 chiến trần. Chị có số máy trận coi từ từ. Tôi nói với bà mua số từ từ. Ngày mơ giờ ủa cái góc nào tôi để chỗ nào ta, góc nào mày mơ mơ về mấy cái thao đó, nhìn mấy cái thao nhìn mắc cười quá. Để tôi chỉnh cái camera tôi để chẹp cái coi. Đó, quý vị khán giả. Ok. Chỉnh lên đây cái là mọi quý vị khán giả chờ tôi xíu nha. Ok. Rồi, ok, chốt đơn cho chị nha. Dạ. Bây giờ từ từ đọc nha. 05 ai cũng lấy 05 khô cá dứa. Cao nhiêu ký? Vậy đang bán cái số bán nhiều cá dứa. Từ từ đi bà, bán cái số lần ngày nào cũng vậy. Từ thiện trước. Ngày nào cũng vậy, từ thiện trước. Rồi xong sau đó mới bán cái mới gì quên mẹ rồi. Mới bán khô ha. Làm phước trước rồi bán khô sau nó mới giàu. Bây giờ là như mình cầm bạc tỷ bạc tỷ chung sao mình bán cái số, nó mới bán cái số xong rồi bán khô nó mới giàu. Chứ bán khô trước là cái khô cái mùi khô nó hối rình rồi. Cái số nó không chịu chạy lại cái mùi khô được ha. Rồi tiếp tục nha mấy anh chị. Số 05. Từ từ mua với số cũng phải đọc từ từ đọc số. Trời ơi là trời. Hối không à. 05 anh chị, 05 nha. 05, 05, 05. 80 năm tờ lấy cho nhé em. Dạ, 80 năm tờ chị đọc kiểm tra chị giùm coi. Đủ hết cho chị 15 tờ đúng không? Rồi, 80, 80, 80. 80 bà con cô bác rồi play young. 80. Anh chị em nào bên Hàn Quốc mua 10 tờ máng quần nha. Ờ, đọc khăn sang chảnh lấy cho em đi. Đọc khăn sang chảnh ghi cho đọc khăn sang chảnh luôn. Đọc khăn sang chảnh là nãy trúng số đó. Đọc khăn sang chảnh trúng số. Lấy ghi đó đi rồi mời mua số cho người ta. Bữa nay người ta trúng số nhiều lắm nha quý vị. Mà cái chưa có dò. Mấy bà chịu khó dò giùm đi. Tại vì chiều nay đi làm ngựa. Đi ngựa ra đường xong trở về. Không có mua, không có dò số. Rồi số 80 à. Rồi cô pay cô 89 pay cô pay cô pay cô 89 pay cô. Ok. 96 cu vuốt vuốt cu vuốt nha bà con. Cu vuốt bà con ơi. Dạ, số 28 easy pay. 96 năm tờ nữa là chị Thanh gia, chị thầy Hỷ Nhân Dương 96 năm tờ. Araxo kitaro vô. 1 2 3 4 5 28 lấy tờ nào. Ok, easy pay. Kitaro vô. 28 10 tờ của Trần Diễm. Ok, Araxo vô. 1 2 3 nghĩa còn lấy chưa? 4 5 6 7 8 9 10 28 10 tờ của Trần Diễm. 28 10 tờ của Trần Diễm nha. Có chốt đơn luôn nha. Nhắn tin đi qua tí xíu, nhắn tin cái địa chỉ gọi lộn chụp vé số qua cho. 38 không anh ơi. 38 không có, có chị có lấy 28 không? 28 năm tờ. Ok, chị Hạnh Dương, chị Hỷ Hạnh Dương chốt đơn cho chị luôn. 1 2 3 4 5. Nhanh lên nha, bây giờ nhanh nghe, giành giật số đi nghe, sắp chưa hết rồi nha bà con. Dạ, nghe con không có số hả? Nghe con rồi chọn số không? Anh đã chọn cho em con số 05 nè. Anh đã chọn cho em con số 05 rồi, em có lấy 05 thì lấy luôn đi ha. Số khác anh ơi, 05 tôi chọn cho bà rồi nè. Nhiều khi mà mới lỡ có gì bà hối tiếc nghe, tôi chọn cho bà 10 tờ 05 nè. Tôi chọn cho bà 10 tờ 05 rồi đó. Bây giờ anh chị em vô sao cho lại con cái nữa đi, anh chị biết cái mục đích bán vé số. Đây, hôm qua là bán vé số giúp cho hai cụ rồi, nhưng mà ít bữa nữa Hòa Minh Đồng Ba vận động thêm một lần nữa là sẽ giúp cho hai cụ luôn, là tiền vận động khác, tiền bán vé số lời khác nữa. Rồi hôm nay tiếp tục là giúp chú Thành, anh Thành này, mình kêu bằng anh đi, tôi kêu bằng anh thôi, kêu là hồi xưa giờ kêu chú, kêu mẹ chú đi. Đây là chú Thành này, là ổng là không cha không mẹ, không người thân, không vợ không con, đang bị chứng bệnh là thận, và cái chân của chú là trà bá lửa, trà bá chản này hữu duyên giúp gặp chú là được bao nhiêu rồi,
hữu duyên gặp chú đã được 3 năm rồi, là tháng nào cũng vô định kỳ cho tiền ông ăn ông uống chơi, mà cái chân dày còn đi bán vé số, nó cực khổ cỡ nào nha mọi người. Nên Hòa Minh Hồ Ba quyết định hôm nay bán những cái tờ vé số này để giúp đỡ cho chú Him tiền ăn uống nữa. Hôm qua là tiền lãi bán vé số vô cho ông 200 ngàn rồi mà chưa có Facebook cho mình coi nữa, là mỗi tháng đều cho, nhưng mà đợt này vô thấy quải quá, hôm gì bán vé số không có được. Nên bán những Hòa Minh Hồ Ba đi, bán những tờ vé số tình thương này để ủng hộ cho chú Thành này nha mọi người. Nên mọi người ủng hộ cho Hòa Minh Hồ Ba. Bên Hàn Quốc của mình là 10 tờ Manon, máng quần là ủng hộ được 90 ngàn gửi trong quỹ từ thiện giúp đỡ chú. Còn anh chị em ở Việt Nam là bao nhiêu mua bao nhiêu, cho bao tặng mua bao nhiêu trả bao nhiêu, còn có tiền dư thì tặng thêm, còn có thôi. Chứ tôi không có dám đòi, quỹ từ thiện không có dám đòi nha mấy anh chị, từ thiện không có dám giờ dám đòi ha. Rồi rồi tiếp tục nha anh chị. Dạ rồi đọc số lên nha mấy người. Dạ số 80 anh chị em ơi, số 80, số 80 ủng hộ cho Hòa Minh Đồ Ba. Mà ngày mai hả cha chặn chân ra chút coi, chặn chân ra chút coi chứ. Dạ ba nội, tự nhiên người ta cái hán người ta bành cỡ này rồi mà con chặn cỡ nào nữa, chặn chân chứ nào chi gì nữa hả. Trời đất ơi, người ta bộ người ta đang bán khô bán vé số làm từ thiện cho bộ bán dâm sao chạng chân ra nhìn cái hán, mà nhìn cái mặt tao không đẹp hơn cái hán thằng quỷ, thấy ghét hà. Đây nè, số 08 nha quý vị, 08 nha. Dạ 08, bộ đồ đẹp. Bà nội ơi, bà nội, người ta bán vé số, bà vô mà mua vé số dùm đi khen bộ đồ. Trời ơi, khổ tâm với mấy chế quá trời luôn vậy mấy chế ơi. Mấy anh chị dò vé số, ngày hôm qua có người trúng số rồi nghe mấy anh chị, dò vé số dùm ngoài bên đồ ba nha. Anh chị dò số giùm nha. Dạ. Rồi nha. Quảng cáo nãy giờ thấy chưa? Bây giờ còn 96 nha anh chị. 96 đi đâu mà dội mà vàng mà dừng chân ghé lại gian hàng nữa đây. 96 và số 05. 10 tờ Yến Trần, 10 tờ gì nữa? Trời ơi, chuyển tầng chưa mua hả? Bán vé số muốn số muốn khẩu nghiệp luôn. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, người tôi đang làm từ thiện nha má, bà đừng có bà chửi bậy của bà nghe. Tôi làm từ thiện hồi xưa giờ tôi không có chửi ai bao giờ nha, chừng nào mấy con đử nứng nừng nưng vô chửi tôi mới chửi lại, chứ bình thường tôi hiền khô tôi không có chửi. Trời ơi, làm từ thiện mà sao chửi được, làm từ thiện không có đủ mẹ đủ má như người ta được, người ta đánh giá cái nhân phẩm của mình hiểu không, không có được. Làm từ thiện là phải ngoan hiền như tôi vậy nè mới làm từ thiện được nha, không có chữ thề nó tục nha quý vị, không được làm như vậy. Làm như vậy người ta đánh giá cái nhân phẩm của mình là một người sống rất là thực tế. Người ta thấy mình chửi đồ mẹ đồ má, người ta nói thằng này nó sống rất là thực tế, nó xàm lông xàm lá, nhưng mà nó giúp đỡ được nhiều người, còn hơn người ta dạ thưa mà người ta đầu óc người ta là sâu bọ, trái tim của người ta là sỏi đá không à. Dạ thưa là cỡ đó đó, sợ mấy người đó dữ lắm. Dạ Yến Trần 11, 10 tờ 11 có bán đâu trời, 11 có bán đâu, mua 11. Rồi tiếp tục đọc mấy con số cuối cùng. 20 tờ, ai thấy 20 tờ? Tôi thấy ai vậy 20 tờ gì nè? Bán. Tôi thấy ai để 20 tờ lên, để từ từ tôi coi, coi mấy bà từ từ đi. Mấy bà mua vé số mày, mấy bà giành giật quá là vé số nó chạy luôn mấy bà đó. Có 12 không? Ủa trời ơi, có 12 không mà đọc sau ra 20 tờ đó. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Người bán vé số ế, người ta lúc nào cũng trong tâm trạng của người ta là vậy đó, suy nghĩ ế ế quá. Người ta hỏi có 12 không mà đọc ra 20 tờ, thấy ghê vậy đó. 89 năm tờ. Vậy đó, 89 năm tờ phải không? 89 còn mấy tờ à? 1 2 3 4 5. Ngày mai bà Trần Trần Diễm mà trúng là chắc chắn tôi cũng trúng cho bà nghe. Tại vì tôi giữ lên tờ của tôi nè. Rồi rồi chốt đơn. Dạ cái gì nữa chị? Bán cái gì? Bán kia theo đi. Mày ngày mai mày đi khám con mắt mày đây con quỷ. Ngày mai mày nhớ mày đi khám con mắt mày nghe. Mày thấy tao đang cầm vé số không? Mày đi vô mua theo. Mày mua theo mày ra chợ mày mua. Ngày sáng ngày mai mày bán ở theo bán ngoài chợ. Còn giấc này tao đang cầm vé số mua theo bà nội. Mà mua giao chỗ nào? Trời ơi trời, thiệt tình chứ. Khẩu nghiệp không à, người ta đang làm từ thiện mất tới khẩu nghiệp không à. Hòa hảo à nghe. Chị mua trúng hoài luôn Ngô Phật đó. Trời ơi em cũng trúng hoài luôn, em mua Phật thiệt chứ. Nói chung là bữa nay em trúng được chịu mốt đó mấy anh chị. Nói chung là ngày nào cũng trúng số trên. Ngày nào cũng thế mà ngày nào cũng vậy, trúng số giết đổi với số giết ghiền. Ngày nào không trúng là tối nay đi ngủ ngon. Tại vì số tình đương bình thường với số từ thiện mấy anh chị em mua một cái hay mấy anh chị có rầm cái rặt là mấy anh em trúng nhanh dữ lắm. Em chào anh chào em. Ok, cảm ơn một chàng rất nhiều. Cũng lâu lâu cũng có người phát hiện được cái giới tính của tôi. Vỗ tay phẹp 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 cái coi. Rồi bây giờ quảng cáo lời nha mấy anh chị. Dạ, cái gì? Bắt xô giỡn mua gì? 05 năm tờ mua 10 tờ luôn đi bà ơi. 05 còn 10 tờ mua 10 tờ đi. 05 ngày mai trúng nha. Ai mà không mua 05 ngày mai hối hận nha. Sáng hôm nay là ngày mai là chắc chắn 05 trúng, mà 05 mà không trúng là bỏ luôn nha. Bỏ luôn mua sò khác nha. 05 bắt xô giỡn 10 tờ đi, 10 tờ đi bà. 10 tờ đi giúp đỡ cái chú cái chân chà bá lửa nãy giờ quảng cáo nãy giờ nè. Hé 10 tờ đi, 10 tờ. 1
2 3 4 5. Mua 10 tờ đi tặng cho mà mua 10 tờ mà tặng cho giấy số là sao mình sẽ làm từ thiện được, đâu có tiền từ thiện. 20 tờ tặng 5 tờ, mua 20 tờ tặng 5 tờ. Trước mấy tôi cầm 5 tờ này, mua 10 tờ đi, mình mua 10 tờ mới ủng hộ được 90 ngàn. Lấy có 5 tờ bạc là sao được, 10 tờ đi còn một lô nè. Ngày mai chắc chắn trúng, ngày mai chắc chắn trúng, không trúng thì bỏ ha. Ngày mai chắc chắn trúng, không trúng thì bỏ nghe bà con. Đó, xuất sắc chưa? Mua đi. Lấy 05 5 tờ số 8 80 5 tờ, ai nhắn tin vậy? Hả? Số gì? Số gì? Số gì? Số 05 mấy tờ? 1, 2, 3, 4, 5 05 5 tờ 80 làm, 80 5 tờ có viết tên chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Nhỏ này kỳ thiệt chứ, nó bán vé số mà ta mới vô mua số, ta nhắn tin mà lướt cho Facebook ta coi người ta bắn tiền chưa. Ta thấy nó nhiều quá, chưa bắn tiền, nó sợ giật. Trời ơi, vé số từ thiện mà giật gì mấy má. Ai giật giật cái mẹ ta, nghiệp của người ta, nghiệp quật dành môi của người ta. Ủa lộn, nghiệp giật cái dành gì của người ta đi. Cái nghiệp giật cái tâm trí, tâm não của người ta đi. Rồi, 2 tờ 05 giảm bán lô 5 tờ giùm em chị. À, 10 tờ ok, 10 tờ bắt số dân, 10 tờ gần hết rồi. Dạ lấy luôn 5 tờ giùm em, tại vì 2 tờ không có bán, không có, chị hết rồi. Người ta lấy 5 tờ, 5 tờ không, chị mua 2 tờ em khó bán. Chị hiểu không? Chị giúp em vậy đi chị Nayon ha. Bà chọn lô đi. À, 05 hả? 1 2 3 4 5 nhỏ bạn tiếng Hàn á, bạn tiếng Hàn á, bạn tiếng Hàn, bạn tiếng Hàn. Rồi thôi 10 tờ. Ừ. 05 ngày mới trúng, 05 ngày mới trúng. Đây nè, vé số từ thiện từ xưa giờ chưa có đầu tiền ai chứ. Có ăn khô tôi không có trả tiền tôi đòi. Chứ vé số từ thiện này từ xưa giờ không có đầu ai chứ. Tôi xem cái nghiệp của tôi sống ở tâm linh lắm, ai giật cái số từ thiện người đó nghiệp quật, nghiệp quật, nghiệp quật người ta, nghiệp quật người ta, chứ không cần đòi đâu chứ cho nó mệt ha. Tại vì tôi bán vé số nghe tôi giúp người ta, mà tôi mày bán vé số mà tôi không giúp người ta thì nghiệp của quật tôi. Còn mấy bạn mua vé số mà mấy bạn không trả tiền nghiệp quật mấy bạn, vậy thôi chứ tôi không có đòi. Vé số từ xưa giờ không có đòi, không có kiểm tra không có đòi tiền. Năm tờ 28. 28 hả? 28 còn có ha. 28 còn 5 tờ nhưng mà bà lấy 05 hả? 05 2 tờ 39. 39 hết rồi. Ừ. 391 chứ sao 39? 39 không có chiều. 1 2 3 4 5. 5 chị 5 tờ 28 nè. À, bà đọc cái gì bà nữa ơi. 05 2 tờ nè. Ủa 05 tôi mới cầm nhóc mà mày. 05 2 tờ nè. 39 không có, chạy 96 đi, chạy 96 đúng không? 96 10 tờ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 96 10 tờ của Kim Tam Bi. Ok. Còn chị Na Yon ơi, của chị là số 39 không có cái cục vàng. 391 thì có, tự nhiên có 39 mà bỏ số 1 của anh Tây đâu vậy? Bỏ số 1 của anh Tây đâu? Rồi anh chị vô sao quảng cáo lại lần nữa. Sắp hết số rồi mấy anh chị. Quảng cáo một lần nữa cho mấy anh chị. Chương trình quảng cáo xin được phép bắt đầu. Tàn 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 tàn. Quẹt quẹt. Hồi hôm mấy cái số là ủng hộ cô chú này. Hồi hôm mấy cái số là ủng hộ cho ông bà này. Đúng không? Muốn tôi cần hỗ trợ ha. Chân ngầm rung gì hoài vậy hả? Đó, hồi hôm bán vé số là ủng hộ cho ông bà này. Còn hôm nay bán vé số là ủng hộ cho chú này. Tôi là bán vé số mà tôi không có ủng hộ mấy chú này thì nghiệp quật tôi, nghiệp quật tôi nha. Nên anh chị yên tâm, tôi bán vé số tôi nói cho ai là cho người đó, tôi cho ai là cho người đó. Còn không cho là nghiệp quật tôi, là mấy anh chị cứ việc mua vé số lọc mấy anh chị đến mấy hồi thưởng, mà lỡ mà tôi không có đưa tiền cho mấy anh chị nữa thì nghiệp quật tôi lần nữa ha, không sao hết. Anh chị nào tin tưởng công tác thiện nguyện của Hòa Minh Đồ Ba thì cảm ơn, còn không tin tưởng thì khỏi cần phải mua, không sao cả và không sao cả nha mấy anh chị. Xuất sắc chưa mấy anh chị? Ừ. Còn cái gì? Còn bây giờ còn cái gì? Còn khoảng mấy chục tờ. Vé số bán sao vậy anh? Quê miền Tây. À hả? Quê miền Tây lại dịch thêm lần nữa. 91 10 tờ nghe con. Ok. 91 10 tờ nghe con. 91 làm gì còn bà nội? 91 hết rồi, còn mấy tờ à? 91 còn nhiều lấy hết nha. 1 2 3 4 5. 91 còn 5 tờ nghe con lấy hết. Đây. Phải không? Phải không? Rồi. Rồi dịch lại cho em quê em miền Tây hiểu. Cái vé số này, những cái vé số này là vé số tình thương, bến thương, vé số từ thiện, vé số thiện nguyện. Rồi, chờ đi xíu nữa bà, có người mua nữa bà Phương Thảo.
80 10 tờ. À, vỗ tay. Trời ơi, tôi dịch cho bà không kịp. Đại khách mua nhiều quá dịch không kịp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giờ vô chốt đơn. 10 tờ máng quần, 10 tờ máng quần. Ok, chốt đơn cho cục vàng thân yêu. Vỗ tay. Tiếp tục quảng cáo lại. Tổng cộng 20 tờ 96 nhé, với gửi tài khoản. Ok. Bà mua 2 tờ 10 tờ 96 luôn hả? Ghê. Nói tiếng Hàn mới hiểu đó, nói chi việc nãy giờ nó không hiểu, cái bây giờ nó nói tiếng Hàn nó hiểu, cái nó mua 20 tờ luôn. Ghê, vỗ tay. Rồi bà Quế em, miền Tây. Dịch lại cho bà hiểu một cái. Đừng có ai mua nó nghe, để tao dịch cho bà Quế em miền Tây hiểu một cái hả mua ha. Ờ. Đây, vé số tình thương là ngày nào Hòa Minh Đồ cũng mua bán trơn á, để làm chi? Ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn. Các bà vừa ủng hộ vừa lấy lọc được luôn. Là cái vé số này tôi mua bán bên Hàn Quốc là 10 tờ là máng quần, 10 tờ là máng quần, máng quần 10 tờ dên trang máng quần. Rồi trong đó là hiện tại bây giờ đổi về Việt Nam của mình sẽ được là được 90.000, và 90.000 nó sẽ góp trong quỹ từ thiện giúp đỡ cho bà con nghèo, đặc biệt là những hoàn cảnh nào mà Hòa Minh Đồ Ba bán là Hòa Minh Đồ Ba sẽ đưa lên. Đây là hôm nay Hòa Minh Đồ Ba giúp đỡ cho cái chú này, hai vì xin tiền mấy bà hoài nó kỳ cục ha, xin tiền hoài nó kỳ, thì Hòa Minh Đồ Ba sẽ bán với số thứ nhất là các bạn được lọc, thứ hai là các bạn được góp trong quỹ từ thiện luôn. Chúng số là Hòa Minh Đồ Ba sẽ chuyển số cho các, chuyển tiền qua cho các bạn qua tài khoản ngân hàng Tiền Hàng Tiền Việt, và mỗi bạn nào chúng số Hòa Minh, vé số Hòa Minh Đồ Ba cũng cầm như vậy hết, kẹp riêng cho mấy bạn như vậy hết. Thì mấy bạn thấy như thế này, chiều với bạn dò với số trúng Hòa Minh Đồ Ba lấy ra đi đổi cho các bạn, và chuyển khoản Tiền Việt Tiền Hàng gì cũng được hết. Ok chưa? Cảm ơn mọi người. Trời ơi, mới nhớ chưa trả tiền phải không? Chưa trả tiền phải không? Tiền Võ Thị chưa trả tiền vé số phải không? Gặp tôi nhớ là cái như là nghĩ là chưa trả tiền vé số chứ không gì trơn chuỗi. Kệ, vé số từ thiện không có đòi mà tôi cũng có kiểm tra tài khoản ngân hàng hết. Rồi bây giờ còn những số 96 còn 10 tờ. Em chuyển rồi nhé, nãy giòn cam chữ R vô luôn. Ngày mai kiểm tra mấy cọc đó hả? Nếu mà sao có việc á. Tiền á. 96 10 tờ. 96 còn 10 tờ, cu giúp 10 tờ. Máng quần ok. 05 còn khoảng 15 tờ anh chị. 05 còn khoảng 15 tờ. Và số 96 khoảng 10 tờ, tầm còn 25 tờ. Anh chị em mở hàng ủng hộ cho tôi luôn cái hết đi, rồi tôi làm cái từ thiện xong. Rồi cái tôi bán khô, tôi kiếm sống qua ngày. Cái này tôi không có kinh doanh nên tôi không có tiền. Mấy chị em còn 25 tờ quất hết cho tôi đi, ngày mai trúng số. Tự nhiên bữa nay coi livestream ngày mai làm tỷ phú sao mấy bà hả? Ngày mai mấy bà được làm tỷ phú sao hả không? Trời ơi. Người ta tên người ta Tâm mà đọc mày đọc giết sao, khách hàng bỏ luôn. Tự nhiên người ta tên người ta đọc Tâm Ngu mà ta phải tên Tâm Ngu không? Tâm Ngu. Ờ người ta Tâm Ngu. Tâm Ngu Tâm gì tự nhiên đọc người ta tên Tâm Ngu. Mày đọc giết vậy chắc là bỏ tiền luôn á. 96 10 tờ kim há ẩn. Ờ bà hiếu tiền tôi bây giờ em xuống đi ngủ. Dạ chúc em xuống đi ngủ ha. Chúc em ngủ ngon. Mơ về những giấc mơ đẹp và ngày mai mình trúng số. Ok, 96 10 tờ. 96 hai người hết, tôi giành giật nó. Ê hai bà đừng lấy 96 rồi, mỗi bà lấy 5 tờ 5 tờ đi. 5 tờ 0 5 tờ 05 5 tờ 96 đi cục vàng. 5 tờ 05 5 tờ 96 cho hết mấy con này luôn. Bà chị Kim Ha Ưng với chị Chiên Võ Thị nè, hai mẹ. Hai ổ lộn hai em. Trời ơi tự nhiên lên làm mẹ tôi luôn trời. Hai em lấy 5 tờ 96 5 tờ 05 đi, che sen sẻ nhau vậy cho nó hết cái số tôi luôn đi. Ha, lỡ có trúng là không trúng, trúng cũng hay trúng ha. Ừ, có người lấy không à, rồi. Cũng được, tí gửi em 30k. Ừ. 05 các bà Tiên Võ Thị nè, 1, 2, 3, 4, 5 nè, cô bả nè. Còn thêm 5 tờ này nữa nè, cái đó bắt đầu nó hết chứ dễ. Đó, rồi 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Rồi vậy đó, vậy cho nó dễ đi. Ừ, rồi 1, 2, 3, 4, 5, 5 của bà Kim, 05 của bà Kim, Kim gì? Bà Kim Chỉ nè, thấy số tình không? Rồi 05 nè, rồi 05 luôn nè, 1, 2, 3, 4, 5. Nó vậy hai bà ngày mới trúng là hai bà giàu giống nhau đó. Dạ. Quê người ta 96 năm tờ 05 năm tờ giờ hết trơn rồi, quê miền Tây ơi. 05 còn nhiêu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi còn 10 tờ cuối cùng nè, em lấy một cục vàng. 05 còn 10 tờ cuối cùng lấy luôn đi để tôi bán khô. 05 còn 10 tờ 9 tờ cuối cùng với 1 tờ 80. Chốt luôn nha. Bà quê miền Tây. Miền Tây quê tôi, quê về ai nhớ ai thương. Miền qua công thiên gọt gào cái nước còn không thuộc bài, không thuộc bài, hát xàm quá người ta nói mình xàm, hát nói chuyện nhiều quá hát xàm quá người ta nói mình xàm. Giờ chốt đơn 05 còn 9 tờ với 86 còn 80 còn 1 tờ, ai biết ngày mai trúng số chốt nha hả.
không năm đi dành lại đó mẹ, ngày mơ lỡ trúng sao? Ừ, lỡ trúng sao? Ừ, rồi chốt đơn không con vàng? Hả? Gửi giấy cho em nghe mai. Rồi, từ đây tới trước giờ chỗ số sẽ có số. Biết trúng không? Sáng mua chiều dục mà đòi số hoài. Sáng mua chiều dục mà đòi số hoài. Rồi, quê miền Tây chốt đơn hết hàng. Yeah! 300 tờ vé số đã đi không bao giờ trở lại. Vỗ tay bà cho ăn bánh nếu không bà đánh trên đầu. Hả? Thì sáng mà trời gọi vé số hiếu cha gì trời. Mấy có mấy các bạn nào mà nãy giờ kêu lựa không? Bạn nào kêu lựa đem ra bán tiếp nè. Đang bán đắt nè. Miền Tây quê tôi ai chờ ai nhớ ai thương. Hết rồi, Phương Thảo 055 tờ ghi. Ghi vào giấy ra mới xử. Hết rồi, Kim Tam Bi hết luôn rồi. Hết vé số rồi. Bây giờ qua mặt hàng khô. Để mình luôn đi. Hết vé số rồi. Nghỉ bán vé số rồi. Nghỉ bán vé số leo leo rồi. Thật sự là Hòa Minh Nồ Ba rất là cảm ơn tất cả anh chị em đã ủng hộ vé số, những cái tờ vé số tình thương mến thương đó. Rồi mỗi ngày Hòa Minh Nồ Ba chỉ cần bán 300 tờ vé số thôi là Hòa Minh Nồ Ba sẽ góp trong cái quỹ từ thiện để giúp đỡ cho bà con rất là nhiều. Và những cái ngày quỹ từ thiện đó thì Hòa Minh Nồ Ba sẽ up lên trên fanpage Hòa Minh Nồ Ba Shop, Facebook Hòa Minh, fanpage Hòa Minh Nồ Ba và trang YouTube của mình là Hòa Minh U Ba. Anh chị em ơi, hãy vào, anh chị em bấm vào YouTube của mình, bấm chữ Hòa Minh U Ba, cái đi trang cái tên trong livestream này, các bạn sẽ coi những cái đó, các bạn ấn subscribe, ấn đăng ký giùm ủng hộ cho mình luôn, để mình có công tác thiện nguyện của mình ngày càng được nhiều người biết đến, để bà con được gỡ khổ. Nói chung là mình không có công có sức gì nhiều, nhưng mà ít nhất cũng có một cái nụ cười trên môi của bà con khổ mỗi một ngày ha mọi người. Thật sự là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nhớ ấn subscribe cái kênh YouTube Hòa Minh U Ba nghe mọi người. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều.